xe đôi bát cơm, cho con hôn đôi mắt mỏi mòn, cho con soi lại bóng hình con. Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, xin cảm ơn người, người mẹ của tôi. Kính thưa quý vị, nhân vật đặc biệt ngày hôm nay mà Long Nhật trân trọng kính mời quý vị cùng gặp gỡ anh, một người kỹ sư nhưng mà hát rất hay, gắn bó với công chúng cũng như tất cả các nghệ sĩ suốt 30 năm lưu diễn gạo chợ Lương Sơn thành. Là kỹ sư thủy sản Nguyễn Thanh Lan mà công chúng khán giả cũng như nghệ sĩ cả nước yêu thương gọi anh là nghệ sĩ Michael Lan. Anh có thể chào khán giả của VTV9 đang xem chương trình Duyên Phận của chúng ta. Michael Lan rất là vui và hạnh phúc khi hôm nay được trong những nhà và được chương trình cho Michael Lan trải nghiệm và trải những cái cảm xúc của mình, những câu chuyện Michael Lan rất là thú vị. Và xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình. Thưa anh, mà khán giả truyền hình cũng rất muốn biết là cái duyên nào, cái phận nào từ một người là kỹ sư thủy sản Nguyễn Thanh Lan mà được công chúng khán giả cả nước cũng như là tất cả các nghệ sĩ yêu thương gọi anh là nghệ sĩ Michael Lan. Long Nhật nghĩ là một cái công việc, hai cái công việc nó khác nhau như thế, một bên là kỹ sư thủy sản, một bên là ca hát, thì anh có thể cho khán giả biết là cái duyên nào, cái phần nào anh lại trở thành một cái người ca sĩ? Cảm ơn Long Nhật đã hỏi những câu hỏi cũng rất là hay và rất là dài của Michael Lan. Bởi vì cả cuộc đời Michael Lan làm việc và đến hôm nay thì được khán giả yêu thương với cái nhân dân Michael Lan, và cũng được rất là nhiều quý vị muốn nghe được cái cách mà Michael Lan trải lòng. Hôm nay thì Michael Lan sẽ nói hết chương trình ngày hôm nay. Michael Lan mê nhạc, mê những lần điều dân ca từ lúc nhỏ, nghe từ mẹ hát, xong rồi ru con, rồi xong rồi đã thấm trong người Michael Lan. Nhưng mà mê nhạc là vậy. Rồi từ khi đi vào Nha Trang đi học, từ Quảng Nam. Rồi thì bây giờ đang đi học. Sao anh mê nhạc mà anh không học trường nhạc, anh cũng bắt đầu cái con đường ca hát chuyên nghiệp luôn mà anh lại học thủy sản? Bởi vì lúc nhỏ thì phải nghe lời ba mẹ, ba mẹ thì nói là bây giờ phải đi học chứ không thể là đi hát không được. Thì mẹ cũng đang mê hát là vậy, nhưng mà rồi bà Nha Trang mới được trải lòng được học âm nhạc tại anh Nha Trang. tự học Và khi mà nghe nhiều dòng ca lúc đó thì vào Nha Trang rồi thì tiếp cận được với âm nhạc, tức là vào trường trung cấp âm nhạc của bên Đặng Tất đó, là ở bên Đồng Đế ở bên Đồng Đế là qua cầu Sấm Bóng nhá. Đúng rồi, Trang, ngay tháp bà Puraga đó. Đó. Dạ. Với đây mới học được trường âm nhạc, rồi từ đó mới có cái duyên là thi vào trong cái đợt tuyển của đoàn Hải Đăng, thì mấy cô Lan phải tham gia, đăng ký tham gia thi tuyển tuyển vào trường vào đoàn Hải Đăng. Mà thì đúng đó là Hải Đăng coi như số 1. Dạ. Miền Trung coi như hát khắp nơi mà đoàn Hải Đăng đi đâu cũng là khán giả. Thưa quý vị, đây là chương trình Duyên Phận, mà đúng là duyên phận luôn. Tại sao anh không chọn một trường đại học khác? Tại sao anh không chọn một thành phố khác, một tỉnh khác, mà anh lại chọn Đại học Thủy sản Nha Trang để gần gũi với đoàn ca múa nhạc Hải Đăng thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa? Đúng là rồi. Cái đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp. Đúng rồi. Để mà tiếp cận. Nhưng mà theo Long Nhật biết đó, là đoàn Hải Đăng là một cái đoàn rất là khó, sánh ngang hàng với các đoàn lớn trong cả nước là Ca Nhạc Nhài Tháng Tám Sài Gòn, Bông Sen Thành phố Hồ Chí Minh, đúng, Trung tâm Nhạc Nhài Thành phố Hồ Chí Minh, vâng, và Ca Múa Nhạc Trung ương trong các kỳ hội diễn. Đúng. Khi mà thi tuyển vào đoàn Hải Đăng thì anh có gặp khó khăn gì không? Trong cái buổi thi tuyển thì phải thi 3 vòng. Và rất là khó, và hơn 2.000 người tham gia. Để làm ca sĩ cho đoàn Hải Đăng. Michael Lan rất là may mắn là được chọn. Và Michael Lan đã xem đoàn Hải Đăng diễn rất nhiều lần. Tại Rạp Tân Tân, rồi tại nhiều chương trình của tỉnh. Là Michael Lan xem Long Nhật hát, xem Mỹ Hạnh hát, và xem Ngọc Thúy hát. Michael Lan rất là mê, cuối cùng là cái duyên đến. Anh có nhớ cái bài đầu tiên mà anh xem đoàn diễn là bài gì không? Hôm đó xem ở Tân Tân thì bài hát của Yvonne, bài hát Những Bước Chân Âm Thầm. Đúng rồi. Song ca với Mỹ Hạnh bài Mấy Nhiều Cầu Trang. Đúng rồi, đúng rồi, cái thiệm đó đó. Rồi khi đó anh mới về, anh mới mới ghi danh vào học bên đại học. Đúng. Cái đó lúc hồi đó nó không phải là đại học mà trường cao đẳng âm nhạc Đồng Đế. Đúng rồi. Trau dồi thêm trung cao âm nhạc rồi. Đúng rồi. Và thi tuyển vào đoàn bà đậu. Đúng rồi. 2.000 người mà chọn có 2.000. Đúng rồi. Hai người. Và đó thì cái duyên mà tôi lăn đến với âm nhạc. Và từ đó thì được rèn luyện trong môi trường chuyên nghiệp, và cũng vừa học đại học Nha Trang. Thì sau 5 năm học
phải ra trường. Dạ. À rồi Mai Cầu Lan phải vào Nam. Thì cũng theo một cái cách làm là muốn là vào Sài Gòn để tham gia những cái lớn hơn nữa. Dạ. À, điểm đó. À. Thì vào Sài Gòn cũng đi vào Sài Gòn chứ không biết là làm gì. Dạ. Nhưng mà đi hát Sài Gòn thời gian cũng dài. Ở đoàn có đủ sống không? Để cho đủ sống. Dạ. Ừ, thì khó khăn quá Mai Cầu Lan cũng nghĩ rằng thôi cái bằng đại học mình cũng không bỏ được. Dạ. Thì mình thôi làm cái gì thì kiếm chút ít tiền để nuôi cái đam mê của mình. À. À, đó là cái duyên mà Mai Cầu Lan đến với cái âm nhạc. Tức là anh tốt nghiệp đạt thủy sản với vâng. bằng kỹ sư. Ừ. Và anh quyết tâm lấy cái vốn học của mình ở trường đại học. Vâng. Làm một cái gì đó kiếm tiền. Vâng. Để nuôi cái đam mê. Nuôi cái đam mê của mình. Vâng, cái âm nhạc của mình. À, à. Lấy cái kinh tế để mà nuôi cái đam mê âm nhạc. Vâng. Nhưng mà theo em biết là cái người làm kinh tế và cái người nghệ sĩ là hai câu chuyện cũng hoàn toàn khác nhau. Một bên là phải tính toán, phải tỉnh táo, là phải làm ăn, là phải thương trường. Đúng rồi. Còn một bên là bay bổng lãng mạn suốt ngày. Đúng. Thì anh phải xúc động mà anh phải lãng mạn, anh mới ca hay như thế. Đúng. Thì anh dung hòa hai cái đó như thế nào? Thực sự thì một người nghệ sĩ mà đi làm kinh doanh rất là khó. Dạ. À, để làm sao mình trang hòa hai điều này. Dạ. À, bên là con số và phải chính xác. Dạ. Một bên là phải nó như nói là phải lãng mạn mà phải cảm xúc. Dạ. Phải nó như vậy đó, xúc động. Thì rất là khó. Những ngày đầu thì Mai Cầu Lan đi làm thì được là công ty của Pháp. Dạ. Rồi nhận vào làm thì được 12 năm làm cho Pháp. 12 năm. Mai Cầu Lan lúc đó thì cũng kết hợp cũng làm giúp marketing của họ. Dạ. Và cũng kết hợp là âm nhạc trong cái kinh doanh. Yeah. Nhưng mà khi mà mở công ty riêng làm á thì bắt đầu cực kỳ là khó. Yeah. Bởi vì làm sao để trả lương cho nhân viên. Yeah. Và làm sao để đi hát. Thì có những tháng mà coi như có những năm mà đi hát nhiều quá không còn tiền để trả lương. À. Thì nó làm cho mình làm sao mình chăng hồi điều đó thì yeah. đôi khi cũng lấy tiền nhà để trả lương. Yeah. để nuôi cái đam mê mình rồi yeah. tiếp tục rồi cứ làm hai công việc như vậy. Có bao giờ anh nghĩ là anh sẽ bỏ một bên để mà theo một bên không? Thì rồi có bao giờ anh có nghĩ là anh bỏ cuộc không? Cũng có lúc đôi khi khó quá. Yeah. À, mình là mà muốn bỏ cuộc cái đam mê mình nhưng mà rồi nó theo đuổi mình, cái đam mê nó giữ đến bây giờ. Tức là anh đã từng bỏ hẳn ca hát luôn. Có thời điểm để mà tập trung làm kinh đúng, tế thôi. Đúng rồi. Vậy phải đi làm kiếm tiền rồi nuôi cái đam mê mình tiếp tục. Những cái show mình làm như là năm 2011 yeah. mình làm tại Đọc Nha Trang. Yeah. Rồi năm 2014 làm ở Đạp 55 thành phố Hồ Chí Minh. Rồi năm 2009 nữa. Yeah. Mình làm cái live show tại Đạp Hưng Đạo. Yeah. Hưng Đạo của thành phố Hồ Chí Minh. Yeah. Đó thì cũng là những cái live show mà tốn kém rất là nhiều. Nhưng mà rồi tổ thương rồi. Cả công việc của mình thuận lợi rồi mình cũng tiếp tục là cứ đi hát rồi đi làm. Dạ. Tí ngắn nuôi dài như thế. Rồi có bao giờ bà xã rồi gia đình có ý kiến gì không hay là vẫn hỗ trợ yêu thương anh mà đứng sau anh? Người biết là khi mà đi hát mà không đủ nuôi á dạ. thì cuộc sống lúc đầu nó khó khăn. Dạ. Thì gia đình cũng thấy bà xã cũng phải thực sự là tôn trọng. Dạ. mới tiếp tục đi làm được. Dạ. Còn nếu mà cũng nhiều thời điểm mà đôi khi cực kỳ là khó. Dạ. Thì gia đình không có đủ tiền. Dạ. Rồi công ty không có chạy được. Rồi dạ. cũng đi hát cứ tổ chức show hoài vậy. Vậy. Được thương, được bà con nông dân thương, được tất cả quý vị thương. Rồi mới có cái tên ngày hôm nay. Dạ. Vì cái sự đam mê đó nó cháy bỏng. Dạ. Nó không thể bỏ được. À, có lúc có những ngày mình nghĩ thôi thì bỏ hát đi làm đi. Nhưng mà nhớ quá. Chịu không nổi, nhớ sân khấu, nhớ bạn bè đồng nghiệp, nhớ sân khấu. Yeah. Rồi làm sao mình kết hợp được cái âm nhạc trong cái công việc cũng như trong cái chuỗi cuộc sống của mình. Bên kinh doanh đôi khi bắt đầu phát triển anh hả? Vâng. Cứ mỗi chiều xuống mà tới cái giờ mà nghệ sĩ sửa soạn son phấn quần áo lên sân khấu đó. Nhớ lắm. Tối anh được ra sân khấu anh quen như vậy rồi. Vâng. Mà bây giờ làm ăn cả ngày căng thẳng đến công ty về tối cho anh ra sân khấu. Lương ít lương nhiều gì cũng được. Đúng. Anh chạy số khắp Sài Gòn không? Khắp Sài Gòn, yeah. Sài Gòn khắp nơi, cả Long An, thành Đồng Tháp, rồi yeah. An Giang, rồi Bình Dương liên tục. Không hồi nãy anh sao. Có nhắc tới cái live show ở Đạp 55, thành phố Hồ Chí Minh hả? Đúng rồi. Ảnh là vừa ca sĩ chính mà vừa là tổng đạo diễn chương trình hôm đó. Mà nếu có song ca thì Long Nhật mặc đồ như thế này để song ca là được rồi. Dễ dàng đúng không? Anh còn yêu cầu là hát cái bài Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng của nhạc sĩ Thuần Yến mà em thì giả gái. Sau cái tiết mục em giới thiệu anh ra đơn ca hai bài thì hai bài hát của kỹ sư Mai Cầu Lan là có chưa tới 10 phút đúng rồi mà Long Nhật phải thay một chiếc áo dài tím đúng rồi
đổi tóc giả nữa. Trang điểm lại giống, thực sự giống nữa. Từ một cái người MC mặc đồ đồ vest rất là lịch lãm mà biến thành một cô gái Huế trong vòng chưa tới 10 phút. 10 phút đúng rồi. Anh gửi cho khán giả sinh viên trên nhà thi đấu Đại học 55 hả? Đúng rồi. Trời ơi, làm với một cái rần rần vậy đó. Và anh có thể kể cho mọi người biết thêm một chút nữa là vì sao mà anh lại có cái mô hình đem tiếng hát, đem nghệ sĩ đến với người nông dân? Có phải là cái người nông dân là cái người, những cái người mà gắn bó với cái công việc mà anh học hay không? Đúng rồi. Mai Cô Lan thì rất là may mắn là được làm việc với rất nhiều bọn nông dân khắp nơi. Gần 20 năm, 25 năm đi làm rồi. Và Mai Cô Lan thấy rằng khi đi vùng sâu vùng xa, tình cảm của người nông dân rất là tuyệt vời. Nhưng mà ở đó họ thiếu không phải thiếu kinh tế mà thiếu cái âm nhạc. Mà thiếu cái tinh thần về giải trí. Mai Cô Lan mong muốn là sao vừa làm kinh tế vừa mang cái tiếng hát đến với bà con nông dân, nhất vùng sâu vùng xa. Nhưng mà cái bà con nông dân ở cái lĩnh vực của anh á, đúng rồi, là họ nông nghiệp, làm nuôi tôm nuôi cá, rồi là làm trồng lúa trồng hoa màu. Là công ty của anh là cung cấp những cái thức ăn cho dân, đúng rồi, con cá, đúng rồi, phân bón cho các cái loài cây này, cây lúa rồi cà phê rồi đó, phải không? Đúng rồi. Làm rất nhiều chương trình miễn phí đó, một tháng có thể làm đến 15 chương trình lần. Mà đi khắp nơi, không về nhà ngày nào hết. Nhưng nhận biết đó, đi ở tại Gia Lai, rồi Thầy Ngọc Sơn có đi, rồi chị Đại Thủy thì về Cà Mau, về An Giang, rồi Cẩm Tiên thì về Trà Vinh. Rất là nhiều nơi, biết đến tỉnh Thanh Hóa thì tới ngoài Quảng Ninh luôn. Anh nghĩ gì khi mà anh đem cả một cái bầu đoàn thế tử, rồi anh đi hát phục vụ cho bà con nông dân, là những cái người mà gắn bó với cái nghề nghiệp kỹ sư thủy sản? Chính vì cái sự yêu thương, chính vì sự trách nhiệm trong xã hội mà con Lan Khi đã làm, thì thấy rằng bà con nông dân thiếu cái âm nhạc, thiếu cái giải trí, mà là phải bằng giải trí đó phải là chuyên nghiệp. Mà là sẽ mang những anh em nghệ sĩ, mặc dù công rất khó khăn nhưng mà cũng phải trả lương đầy đủ cho anh nghệ sĩ, rồi phải về đó để phục vụ miễn phí cho bà con nông dân, để làm cho bà con nông dân vui tinh thần, để họ hăng say sản xuất và làm kinh tế tốt hơn. Thì đó là cái mà cách đây cũng 25 năm anh con đang đã làm, và đến bây giờ vẫn làm mô hình này. Hát ở Trà Vinh, rồi hát ở Bạc Liêu, Sóc Trăng, hát để giúp bà con nông dân nuôi tôm. Có những cái buổi mà hội nghị như vậy đó, thì nói được kỹ thuật, nói nghe kỹ thuật được, rồi sau đó có giải trí nữa. Thì đó là cái bày cho bà con coi như là sản xuất, nuôi con giống, rồi là trồng cây theo một phương pháp mới, kỹ thuật mới, một kỹ thuật mới, rồi là hát cho bà con nghe. Và bà con Lan cũng đã mô hình này cũng đã làm liên tục. Và đó là cái điểm mà khi đi làm cái muốn có trách nhiệm của mình. Thì được mọi người thương, phải làm sao giúp bà con nông dân nhiều hơn. Bà con không đủ điều kiện để gặp những ngôi sao, những cái tài danh hả? Đúng rồi. Những cái tên tuổi mà họ yêu thương, họ chỉ gặp trên TV, họ gặp trên mạng, họ gặp trên báo đài thôi. Họ không có điều kiện để đến thành phố. Những cái chương trình live show lớn ở Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội, đúng không ạ? Đúng rồi. Thì họ không đến được với mình. Đúng rồi. Thì mình phải đến được với họ. Đó là cái tình thương. Trên cái bước đường đi diễn như vậy có nhiều kỷ niệm không anh? Trời, quá nhiều kỷ niệm. Kỷ niệm hay lắm. Bà con nông dân thì gặp rất nhiều câu chuyện hay lắm, thú vị lắm. Anh kể cho bà con nghe đi. Kính thưa quý vị, thì Mai Cô Lan đi diễn với rất là nhiều nghệ sĩ, Long Nhật này, rồi Thầy Ngọc Sơn thì nhiều rồi. Thầy Ngọc Sơn sao anh gọi là Thầy Ngọc Sơn? Anh học nhạc. Anh học Thầy Ngọc Sơn, và Thầy Ngọc Sơn dạy rất là nhiều trong cuộc sống, rồi dạy cách sống hiếu thảo như thế nào, rồi dạy cách viết nhạc, dạy sáng tác nhạc, rồi dạy đờn, dạy những cái coi như là trong cuộc sống Ngọc Sơn bao nhiêu dạy cho mọi người rất là nhiều thứ. Một cái người mà đam mê như thế, một người kỹ sư, sau này anh có công ty mình là công ty bên ngành nông nghiệp và ngành thủy sản, thành công như thế, nhưng mà anh khi mà anh quyết định đi hát chuyên nghiệp là anh vô trường cao đẳng nghệ thuật để học về thanh nhạc. Mà về Thành phố Hồ Chí Minh anh lại tầm sư học đạo danh ca Ngọc Sơn nữa. Một sự học hỏi nỗ lực không ngừng, không phải một ngày, không phải một tháng, không phải một năm, mà liên tục trong rất nhiều năm để trau dồi cái giọng hát và cái sáng tác của mình.
thì trở lại những cái kỷ niệm mà với các nghệ sĩ mà đi diễn đó. Cũng rất là nhiều kỷ niệm. Khi mà cô Lan đi diễn ở hát ở tại Gia Lai thì hát cho người nông dân ở tây Ajunpa xa lắm, rồi Hải Giang cũng xa lắm. Rồi mà cô Lan lái xe thì thầy Ngọc Sơn nói để thầy lái cho. Hai anh em lái xe đi rong ruổi như vậy trong xuyên đêm để đi hát, sáng nay thì hát ở này thì chiều thì hát ở chỗ kia. Cứ liên tục như vậy rất là nhiều năm như vậy. Rồi có những kỷ niệm với cô Lệ Thủy. Thì đi hát ở tại vùng Đồng Tháp 10. Mà phải đi bằng ghe vào chứ không có đi bằng xe tới nhà được. Đi bằng ghe vào. Thì cô Lệ Thủy đi hát rồi biết rồi, cũng phải mang giấy bút cao lên. Áo dài bút cao. Mà lên cái đò, lên cái tắc tráng, lên cái đò như vậy đi. Làm sao mà đứng vững được. Đi rồi, ghe vào. Đi ghe vào. Thì lúc mà chồng chành, cô Thủy té. Té luôn rồi. Nằm sắp ở trên cái tàu luôn. Trời ơi, mà cô đang ôm lại, tôi sợ là rớt xuống sông nữa kìa. Thì cô rồi, khi mà về đến nơi hát rồi đó, thì có nhiều người, bà con nông dân đến rồi coi hỏi han cô Lệ Thủy rất là nhiều. Có một người mẹ lên tới hỏi Lệ Thủy là chứ năm nay con là bao nhiêu tuổi rồi, mấy con đang ngồi bên cạnh mà. Thế nghe hỏi. Trẻ quá. Hỏi cô Lệ Thủy năm nay, mà cái năm đó chắc cũng 6-7 năm rồi. 62 tuổi hả? Thời điểm mà 64 tuổi đó. 64 tuổi. Cô Lệ Thủy nói năm nay con được 64 rồi. Là cô Lệ Thủy mới hỏi ngược lại. Người mẹ chứ mẹ năm nay bao nhiêu? Mẹ nói nên mẹ cũng vừa tròn 60. Thì bà má mới nói là vậy là con lớn hơn má 4 tuổi. Nhưng mà như câu chuyện nó thấy rất là thú vị. Mà chỉ có bà con nông dân mới cho mình những cái điểm thú vị đó. Rồi có một câu chuyện là khi mà Michael Lang đi hát ở tại Cửa Đông Năng ở trên ngoài núi. Trên núi đó, Đắk Lắk đất, mà vô xa trong vùng sâu chứ không phải ở ngoài ngoài thị trấn này. Và đang đi qua một cái suối. Là một cái suối mà trong buổi chiều, từ 6 giờ chiều mà trời hơi chập tối. Đang đi qua cái suối mà chuẩn bị băng qua cái suối đó, thì có một anh nông dân nhìn hùng hồn lắm. Chích một cái rựa. Chạy ra đứng chặn xe lại. Cái rựa dài ra, cái cây rựa vậy. Trời, mình nói thầy xe làm sao, trời giờ đang đi mà dâm giữa đường này làm sao. Nói thầy là em chặn xe lại, em gõ cửa, kéo cửa xuống. Ông này phải Michael Lang hát cháu bà ba không? Trời ơi. Ông kéo cửa xuống gặp, xong nói chuyện xong rồi xin chụp hình. Rồi có hát mấy câu chứ bà ba. Cháu bà đứng hát luôn giữa rừng. Hát giữa rừng cho cái người nông dân nó nghe đúng luôn. Đúng rồi, nông dân nghe trời ơi, được kỷ niệm. Nên khán giả yêu thương mình thì ở đâu cũng nhớ mình. Thương và bà, câu chuyện đó là mỗi lần rất là cảm động. Anh em nghệ sĩ chúng tôi không sống một ai từ điện ảnh, từ cải lương, từ kịch nói, từ ca nhạc. Đúng rồi. Đã rong ruổi đi hát khắp mọi miền đất nước. Kết nối được cái điều này đến với khán giả nó rất là hạnh phúc. Để tiếng hát của nghệ sĩ đến với bà con nông dân. Rồi khi mà anh thỏa mãn cái đam mê về ca hát của mình. Và anh chú tâm vào cái công ty Duyên Khánh của anh đó. Đúng rồi. Để mà làm tốt cái công việc kinh doanh. Thì cuộc sống cũng thay đổi nhiều. Mà cô Lan cũng rất là may mắn. Bên cạnh những công việc cũng phải làm cho chuẩn xác, làm cho tốt. Rồi làm nghệ sĩ cũng phải làm cho hay. Cũng cảm xúc cho khán giả xem. Thì cô Lan cũng duyên để đến với âm nhạc cũng là giữ suốt trong cuộc đời của mình. Đó là cái duyên, cái phần không bao giờ bỏ được. Và thương và mê sân khấu, mê những cái tiếng vỗ tay của khán giả. Mê ánh đèn màu nữa. Mê ánh đèn màu. Rồi còn cái duyên cái phần về ca hát, về sân khấu, mà cái duyên cái phần về kinh doanh nữa. Sắp tới anh có cái dự án gì nữa không, ấp ủ về mình nói về nghệ thuật đi. Đúng rồi. Mai Ngọc Lan thì cứ khoảng chừng 3-4 năm á là áp lực cho mình làm sao mình làm một live show để phục vụ khán giả, cho dù cái cách của mình bằng cỡ nào mình dành thời gian để làm công việc này. Thì Mai Ngọc Lan cũng sẽ làm một live show thật lớn trong thời gian sắp tới đây, không lâu đâu, trong vòng nửa năm nữa thôi, khi mà dịch bệnh nó đỡ một chút. Thì chúng ta kiểm soát tốt một chút thì âm nhạc Mai Ngọc Lan sẽ làm live show. Hồi nãy mình có nhắc tới cái bài Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng là em hát với anh đó. Bây giờ Lâm Nhật mời anh Michael Lang cùng với Lâm Nhật hát mấy câu. Lại thử mấy câu cho khán giả truyền hình nghe ha. Rồi. Anh ở biên cương, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Ở trên anh mùa này còn nước lắng phù sa in bóng đôi bờ. Là ngoài cái tài ca hát của anh
chơi được rất nhiều nhạc cụ, anh còn biết nhiều bài hát hay. Vâng. Mà trong đó có một cái bài mà bà con nông dân rất là thương, đó là cái bài Được Mùa Được Giá. Đúng rồi, đúng rồi, được bài đó. Yêu sao là yêu từng làng quê xinh xinh, nông dân của ta sống vươn lên từng ngày, cao su cà phê chè điều tiêu bắp mía, thanh long hành tây xoài mì dưa khóm lúa. Em ơi đồng quê thật lòng anh say mê, em ơi cùng anh sống yêu thương ruộng đồng, chăm lo cùng nhau ngày ngần chi mưa nắng, chăm lo làm sao ta có nhà có xe. Được mùa được giá sẽ lên đời em ơi, được mùa được giá sẽ mua nhà xe hơi, cuộc đời đẹp quá sáng lên đường tương lai. Được mùa được giá sẽ mua nhà xe hơi, nào bà con ta hãy vui theo điệu nhạc, nào bà con ta hãy vui theo điệu nhạc. Thưa quý vị, anh Lan còn một cái biệt tài nữa là anh nhảy Michael Jackson rất đẹp. Yeah. Hát dân ca Nam Bộ Chiếc Áo Bà Ba mà nhảy Michael Jackson trên cái nền nhạc được phối bài Chiếc Áo Bà Ba. Chắc chắn mà Lan Lan không sẽ bỏ qua cái điểm này, bởi vì mà Lan Lan học nhảy cũng khá lâu rồi. Yeah. Mà những ngày đầu học có anh Bân Đĩa học thôi. Yeah. Không có thầy, chỉ đi về Sài Gòn mới có thầy. Thành ra ở Nha Trang thì tự mình là nhảy Michael. Yeah. Tự coi băng đĩa ở quán cà phê xong về nhà nhớ được bao nhiêu nhảy bao nhiêu, nhảy cả đêm ở trên giảng đường như vậy. Mà tại sao anh lại kết hợp giữa dân ca mà lại hát trên cái bản phối, cái riff ví dụ Chiếc Áo Bà Ba hay là Được Mùa Được Giá, nhưng mà hát theo cái tempo, cái riff của nhạc Michael? Vâng. Michael Lang là đôi khi tìm một cái điểm mới. Yeah. Trong cái làn điệu dân ca. Yeah. Dĩ nhiên là mình hát phải ngọt rồi. Yeah. Nhưng mà làm sao những cái bước nhảy hơi sốc chút. Yeah. Đưa vào cái điệu dân ca đó. Và còn khán giả đôi khi thấy cái ngược đời. Yeah. Cái ngược chút cũng phải gọi là trong âm nhạc. Yeah. Yeah. Nó có cái lạ. Cái lạ, cái ngược. Yeah. Có nhiều người lúc đầu khi mình hát Chiếc Áo Bà Ba rồi mình phối kiểu Michael. Yeah. Thì người ta lại không chấp nhận. Yeah. Không nhận, nói tại sao không lại em làm những bài hát này phá đi cái lời dân ca. Yeah. Nhưng không có, nhưng mà khi mà khán giả lại nghĩ ra một cái cách mới. Yeah. Thì có thể chúng ta nghe một cái cách này khác rồi nghe cái cách kia cũ thì. Yeah. Cũng có cái để làm mới. Khoác lên mình tác phẩm kinh điển Một Chiếc Áo Mới. Đúng rồi. Đấy. Đó cũng là một cách làm mới. Vâng. Âm nhạc. Vâng. Bây giờ anh sẵn sàng chưa, mặc đồ này nhảy luôn hay là phải không, Michael? Michael thì phải có sân khấu nè, phải có ánh sáng nè. Yeah. Phải có âm nhạc nè. Âm nhạc này, rồi áo quần nè. Thay bộ đồng phục ra. Yeah. Để nhảy một vài bước Michael cho khán giả hôm nay. Yeah. Thì trước khi mà chúng ta ngắm nhìn những bước nhảy thật là ngoạn mục của kỹ sư nghệ sĩ Michael Lang, thì Nam Nhật trân trọng kính mời quý vị cùng gặp gỡ một nửa yêu thương của anh. Và Nam Nhật thường hay thích nhất có cái câu rằng đằng sau sự thành công của một người đàn ông là bóng dáng của một người phụ nữ. Để xem cái người vợ Tào Khang này đã yêu thương, đã là một hậu phương vững chắc để anh thỏa sức vừa làm kinh tế. Vâng. Mà vừa được vẫy vùng bơi lội trong một cái biển âm nhạc nghệ thuật như thế nào. Trân trọng kính mời cùng gặp gỡ người vợ Tào Khang của ca sĩ doanh nhân Michael Lang. Thưa chị, làm vợ của một người đàn ông đa tài, đẹp trai, hào hoa, làm kinh tế giỏi, nhảy đẹp, hát hay như vậy, chị có áp lực không? Rồi chị có lo lắng về cái sức khỏe của anh không? Rồi chị có cái tâm sự gì không? Hôm nay sẵn cái chương trình duyên phận này, tại vì anh chị em nghĩ rằng là duyên là phận thì mới nắm chặt tay nhau đi đến cái con đường ngày hôm nay đó nghe. Chị nói đôi lời cho khán giả truyền hình như đang xem chương trình truyền thực tế duyên phận được nghe. Xin chào khán giả truyền hình. Để trả lời câu hỏi anh Long Nhật thì cũng lo lắng chứ. Nhưng mà với một người chồng như vậy thì em rất là tự hào. Và luôn ủng hộ cái niềm đam mê của anh đó. Đôi lúc thấy hai cái, một bên thì là công việc áp lực, còn một bên thì đi theo con đường nghệ thuật. Nhưng em thì luôn ủng hộ hai cái đó. Bởi vì một con đường nghệ thuật thì đam mê cháy bỏng, còn một bên phần thì là công việc.
kinh doanh. Kinh doanh cũng lo lắng lắm. Về sức khỏe. Dạ, về sức khỏe. Vì vậy nhưng mà em vẫn luôn song hành cùng anh á. Trên khắp các nẻo đường. Một cái hậu phương vững chắc. Và mỗi lần mấy cô Lan hát thì lo áo quần, lo có nhiều thứ, trang rồi tất cả mọi thứ, thậm chí còn trang điểm lên cấp dần một nơi nơi đi mà không có máy bút theo thì phải xả lo hết những công đoạn đó. Rồi đôi khi biên tập nữa, biên tập nữa, chọn bài hát nữa, chọn phục trang cho ảnh, tất cả mọi cái từ đường kim mũi chỉ, từ miếng ăn giấc ngủ là chị Huệ đều lo hết. Xin phép hỏi anh chị là anh chị được mấy người con? Dạ em được bốn cháu. Bốn cháu. Dạ. Mấy trai mấy gái ạ? Dạ ba gái, ba bé gái và một bé út trai. Út trai, út trai. Mới thu nồi cái đây hai ngày thôi. Em chúc mừng anh chị. Em tin anh chị là duyên là phần. Bởi vì cũng hai chữ duyên và phần đó mà anh chị nắm chặt tay nhau đi đến cái con đường cho tới ngày hôm nay. Đằng sau sự thành công của một người đàn ông luôn luôn có bóng dáng một người phụ nữ. Và em chúc mừng anh đã có chị Huệ đây, là một người vợ tào khang. Ông bà chúng ta thường nói đàn ông thì xây nhà, đàn bà thì xây tổ ấm. Và cũng vì hai cái chữ duyên phận đó mà em tin rằng để được cái ngày hôm nay thì đã vượt qua bao nhiêu là gian nan vất vả, như anh đã sẻ chia, như chị đã sẻ chia, bao nhiêu gành thác, bao nhiêu mưa nắng của cuộc đời. Đâu phải cuộc đời mình đi lúc nào cũng là trải đầy hoa hồng, phải không anh? Cảm ơn anh chị đã nhận lời tham gia chương trình Duyên Phận của VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng nghe cái buổi trò chuyện tâm sự của người kỹ sư thủy sản, người nghệ sĩ, người ca sĩ Michael Lan, để hiểu thêm hai cái chữ duyên và phận mà anh chị đã chọn, đã song hành bên nhau để đi suốt cái cuộc đời mình cho đến ngày hôm nay, mà vẫn đem được lời ca tiếng hát đến cho công chúng, đặc biệt là bà con nông dân. Một lần nữa em kính mời anh chị có đôi lời chào tạm biệt với khán giả truyền hình. Michael Lan và bà xã rất là cảm ơn Long Nhật, cảm ơn ekip chương trình, đạo diễn Vũ Huân và các anh chị cũng rất là đông, rất tốt, rồi rất là nhiều bộ phận mà đến nhà Michael Lan để quay ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị khán giả có những giây phút tuyệt vời để xem Duyên Phận, và chúc quý vị luôn luôn hạnh phúc. Đất nước mình đây dấu xuồng ghé bé nhỏ, còn nghe
trên dòng sông. Hậu Giang ơi, nước xuôi xuôi một dòng, dấu qua đây một lần, nói sao cho cạn lời, nói sao cho vừa thương. Hậu Giang ơi, nước xuôi xuôi một dòng, dấu qua đây một lần, nói sao cho cạn lời, nói sao cho vừa thương. Cảm ơn quý vị. Chúng tôi hy vọng rằng câu chuyện cuộc đời, sự nghiệp của kỹ sư thủy sản Nguyễn Thanh Lan, nghệ sĩ Mai Cù Lan thật là đáng quý. Thay mặt toàn bộ ekip thực hiện chương trình Duyên Phận, xin chào và tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào các số sau. Em cứ nhủ lòng em thôi chớ nên u sầu, hãy tìm vui bên phim ta. Những nỗi buồn từ đâu sao cứ theo nhau về, khơi lại niềm đau từng và cái phận của ông trời đưa em về đúng cái vị trí của em. Nếu mà sau này em có mất đó thì chị phải làm trang điểm gì chị đẹp cho đẹp để em được mặc đồ con hết. Đó là mơ ước một đời người, bởi vì em xứng đáng để là một người ca sĩ chuyên nghiệp. Một giọt nước mắt khóc cho ai cuộc đời, giọt nước mắt khóc hai cuộc đời thành cái chủ đề cho live show là tiếng hát hai cuộc đời.